Chào các bác, cô chú, anh chị. Chủ nhật thời tiết đẹp quá. Hôm nay có phiên chợ rất to mà không đi được các bác. Đang ở quê mà. Đã đi được nhưng mà ngại đi quá. Với lại thôi thì có tí cuối tuần thì dành cho các cháu. Đấy. Thì cũng chỉ xác định ở nhà, chăm sóc những cây ở nhà với lại chơi với con cái thôi các bác. Đấy. Thì bây giờ chia sẻ một bác một số cây sau những cơn mưa nó rực rỡ như nào các nhá, rất là nhanh. Cái mùa này cây khối rất là nhanh, mướt mắt. Ở đây cái chỗ này là bố trí để được ba ông này đấy, rồi ba ông thuộc diện kiểu như là cây hot, cây hot đấy. Là búp đỏ chắc khủng này, bên là hán theo bộ nó, không phải là hot theo kiểu đẹp đẹp rực rỡ, mà nó là kiểu như là khu vực của cái cây, đại loại là cây quý đi đấy, một cây gỗ quý này. Chắc gai thôi chứ không phải chắc đỏ biết gì không, nhưng mà nó cũng là cây gỗ quý, đục tượng rất đẹp, đa búp đỏ, không khí trong lành, tài lộc. Và là hán thì cũng rất là xứng tầm các bác nhé. Không phải. Các bác nhìn này. Sau một cơn mưa này. Cái này mới cắt được có mấy hôm thôi. Sau một cơn mưa các bác nhìn. Các bác theo dõi cái clip đập hộp với lại tạo dáng cây này nhé. Bây giờ nhìn có nhận ra không nhé. Đây nhìn cái lũa thì nhận ra luôn đúng không? Nhưng mà đây. Lá đấy này. Bé như lá nguyệt quế luôn. Đó, xanh mướt kín tán luôn, xanh mướt và kín tán luôn, nhìn thấy chưa? Tất cả là do mưa mùa hè đấy các bạn, những cơn mưa đem theo cả dinh dưỡng đấy các bạn, sấm chớp dinh dưỡng mà. Đấy. Và cái dòng chắc này thì nó cực kỳ khỏe. Và cắt là nó lên rất là kinh khủng. Đây này, chỉ sau mấy hôm mà cái đoạn mầm nó ra là cỡ này rồi, cỡ một găng tay này, thậm chí là dài hơn rất nhiều. Đây, hoặc là cái cành này. Đấy, rất là nhanh, rất là xanh mướt. Đây là chơi chắc dây này thì rất là yên tâm, mà nó sống rất khỏe, sống rất khỏe. Đấy, đang định mà thuê một ông đục tượng nào, ông điêu khắc nào, ông ấy đục cho một hình cụ đạt ma ở đây, hoặc là lộ trí thâm, hoặc là di lặc ở đây cũng được. Thì số khối này nó rất to và dày. Đấy, đoạn này rất dày, đoạn này thì có thể đeo cái bầu rượu ở trên, tùy họ chỉ có một khuôn mặt ở đây thôi, in hẳn vào đây thôi. Đấy, thế là đây là phần sống và phần thịt sống này. Các bác cứ bảo ghép cũng không phải ghép đâu nhé. Đấy, phần thịt sống này rất là độc đáo, lấy rất giá trị là mình sơn ngay đi. Vừa bảo vệ gỗ mà vừa đẹp. Vâng, họ thấy ý tưởng em hay quá hay nhá. Nếu này thực hiện được thì là chuyện khác. Đang búp đỏ này. Sau những cơn mưa này. Lá như nhựa, nó nhìn nó giống nhựa. Như lá xốp, nhựa. Bóng, mỡ. Rất là thích đúng không? Rất là thích không? Có chăng thì chỉ là cái chậu và những cái đôn nó không phù hợp xấu, mình chơi thế thôi. Sau này thì em sẽ đầu tư, bây giờ thì đầu tư cây thôi các bác nhé. Đấy, thấy không, toàn những cây tỷ lệ không sai vàng ạ. Cái này tầm cao tầm 40 phân đấy, nhưng mà cái củ của nó thì to vô cùng.
Còn cái con la hán này em chỉ đang chơi chơi khoe trên Facebook mà chỉ một loáng sau là rất nhiều người thích la hán, thì nó cũng xanh mướt là do mưa thôi, mưa thôi, cũng chả chăm bón, cũng có bón cái gì, không có bón cái gì, thi thoảng vứt số cái vỏ vỏ cái vỏ dưa hấu ăn xong vứt ở đây thôi, chẳng qua là bây giờ nắng quá vứt ở đây cho nó giữ ẩm tí thôi, chứ nó chả tác dụng gì nhiều. Các bác quần quại một tí, cũng là thay cái chậu và cái đôn đi thì thôi rồi đó, thôi rồi đó. Nhiều người thích cây la hán này, thế nên là em để bộ ba ở đây, vừa là bày trí mà vừa là cũng là theo bộ nó. Nên để con sưa vào đây, nhưng mà con sưa nó hơi nhỏ, nó chưa xứng. Đó. À, bây giờ là bắt đầu nắng rồi các bác. Là hôm nay là chia sẻ với bác cuối tuần, và tí nữa sẽ làm một số cái cây để bác xem, một số cái cây mà cái phôi cho đến những cái cây nó hot thì chưa động được vào, thì tí nữa sẽ động. Nhưng mà đấy là những cái cây mà mình có, và mình hôm nay mình không đi chợ, mình sẽ làm. Đó cũng là cuối tuần đây, cái ông ổi này nữa này, để một ông ổi đây, ông ổi mà ổi lũa mà hôm nay mình có mua về làm này, cũng có quay video lại. Kinh khủng không? Cây nào cũng vậy, mùa này cây nào cũng vậy, hoa này các bạn, hoa này, hoa này, hoa này, hoa này. Các bác nào có con nhỏ hoặc là hứng được cái nước tiểu các bác nhé, sẻ một tí kinh nghiệm nước tiểu pha loãng một tí, tưới cây thì thôi rồi, thế nhưng em không tưới đâu, nhưng mà thì thoảng em bế nó ra đây cho nó tèo đây đó, vui vui thế thôi, nhưng mà thực sự là nó tốt thật đấy bác đó. Đây nhé, chính ra để cụ ổi ở vào cái chỗ con la hán kia thì cũng hợp lý đấy, nhưng mà thôi, ổi thì nó dân dã hơn, nó không có cái gì nó đặc biệt, mình để trầu nó ở đây vậy. Đây nhá, Kokito trực hoành đang rất tương lai, tay một sắp xong này, chốt một tay nữa đây, đang chờ cái tay này mạnh lên và có thể là lấy cái này hoặc là giật ngọn lên đây, ngọn thì chắc chắn ở đây đấy, chưa động cắt tỉa gì các bác, cứ cho nó thả đấy, nó non lắm, nó non quá, mướt quá đấy. Tiếp theo là cụ xưa này, xưa với chắc thì cùng một họ rồi, chắc thì gọi là chắc thối, xưa thì gọi là chắc thối đấy. Từ lá cho đến gỗ thì coi là cây này thì các bác nhìn về gớm sau những cơn mưa tay tàn nó phá ra kinh, tay tàn nó phá ra kinh. Các bạn xem cốt cán con này, xem lại thì cái video trước mà em làm cái xưa đỏ này nhá, nó lốc lác nó vẫn thế thôi nha, tay tàn thì nó đi cổ à, sắp được làm rồi, để cho cái tán nó dày hơn tí nữa này, nó xanh làm điền này thì mấy tỉa một tí, gốc kia cũng cỏ nó lên kinh khủng à. Đó, mấy tỉa lại bông tán mà chia lại đấy, cũng không hẳn là chia lại mà ở phía này thì ok, ở phía sau thì em chia lại đấy cho nó gọn gàng. Hai cái bông kia nó đang bị yếu, em vừa mới cốt nó đi để làm lại hai cái bông đấy. Trước thì đang giao lưu linh tinh nhưng mà chả ăn thua, với lại mình cũng không vận chuyển đi xa nên là đang chơi thôi. Đấy, phía này thì nó đang, ngày trước nó có cái cây ở đây nó bị bóng, thì bây giờ chặt cái cây đi, nó sẽ phá lên mạnh, rất mạnh. Đây, đang hình thành cái bông này rồi, chia ngon lành rồi, chỉ chờ nó phun ra thôi, chỗ này mạnh ra nữa thôi là ok, nó không mất nhiều thời gian. Đấy, làm điền nha. Rồi,
những cây mà em đang trồng gần đây ấy, hoặc là có quay video thì quay lại để các bác xem kết quả. Cây này là rizoi mà được em vào dây nó chẳng chịt đấy. Đấy, bây giờ nó nhỏ, xem mướt này, đấy, xem mướt. Không ổi này thì trong 1-2 hôm tới hoặc là tí nữa thì em sẽ làm, nhưng mà chưa có cái chậu, sẽ là một là thác đổ xuống, hai là ngả bên kia, chứ không để này. Để này là do là lúc trồng cái gốc nó như này rồi, mình chưa tiện vật ra. Đấy, cũng một số các bác cũng có ý tưởng như thế, nhưng mà thực sự là em cũng biết rồi, nhưng vấn đề là trồng cho nó sống đấy. Cụ ổi nữa kìa, con hoa giấy này thì mini thôi, nhặt được ở trên bãi rác ở Nghi Tàm, đường Nghi Tàm, Âu Cơ Nghi Tàm. Đấy, nhìn thấy cốt nó rất ok, rất ngắn mà lại lũa, ngày sau có thể cho ôm đá hoặc là cho làm tiểu cảnh rất ok. Đây, rất là mạnh. Đấy, ổi đây, ổi đào được hai cái ổi đây, hai cái này thì nó to vô cùng, vô cùng to đấy, một khối rất là to đấy, đang phun mầm này. Và con này cũng vậy, hai con này đào cùng một lúc, cái này thì làm bóng thôi, sau cũng làm tán siêu thôi. Ui, thì tường vi các bác chắc không nhận ra, tường vi mà hôm em làm này, song siêu này, tỉ muội, review giới thiệu lại các bác những cây mà mấy đây em quay video còn ngoài vườn kia nó nhìn thì phôi từ ngày xưa nhiều lắm, nhưng em chưa quay bao giờ, chưa bao giờ động thì du này cho vào bóng mát cái thì lại ngon lành, đang phun mầm này, xưa mùa rồi trồng nhé. Con ổi nhận được tránh nắng này, tí nữa là được làm rồi. Đấy, con nam biển này thì đang rất nhanh, con nam biển này rất nhanh. Hồi trước khi em làm thì nó chưa có hình hài cây tán gì rõ ràng, rất rối rắm. Giờ ngon rồi, vừa ngon đấy. Thấy chưa, các bác thấy hơi vướng cái chỗ phơi quần áo này, quay vào nó hơi vô duyên này, thì quay lướt lướt các bác có hình dung lại cây đấy. Đấy các bác này, bông tán rất là đầy rồi. Phía đằng kia thì cũng là do cái bóng bưởi, bây giờ mình khiêng ra cái chỗ này, phía kia đang phun rất mạnh, rất nhanh. Chỗ kia sẽ định làm cái tay rơi đây. Rồi, chơi thế cũng sướng quá. Tí nữa sẽ làm cái cây dưới này, làm cây dưới này, cái ổi sau ra đây, cho nó trắng một cái chỗ này cho đỡ nắng, khu vực chỗ này rất là nắng, cho nó cao lên. Quả đấy coi nhá, quả thì nhiều lắm đây, nhưng mà chả chăm chăm với không phun thuốc thì nó cũng bị ghẻ. Rất nhiều quả và nó rụng rất nhiều vì là nó nắng to quá và xong lại gặp mưa lớn, rụng rất nhiều, quả rụng nhiều chít chít luôn. Đó, cây này sau đến lúc làm sẽ bỏ hết quả thôi chứ không nuôi nữa. Đó, quả này quả rất nhiều quá nhé. Đó, ở đây tường vi đây, ông tường vi mình sẽ làm một cái video riêng đó. Đấy, chuẩn bị như kỳ lần cực kỳ giá trị nữa, không phải là ít tiền đâu nhé, hiếm có đang thả mà nó đang thả.
Đấy, sẽ quay riêng một video các bác xem. Cây này cực khủng luôn. Khỏe sơ sơ các bác tí. Đấy. Đấy là một vòng sân của những cây mới đây em quay video và bố trí lại một tí. Đây một dãy này. Một dãy này. Nhà quê mà không có gì. Bày mấy cây ở cho nó xanh, cho nó mát. Đấy thì ý đồ của em muốn nói cái chỗ video này là muốn chia sẻ những cây mà vừa rồi làm và chia sẻ vào các bác, chỉ trong một thời gian ngắn nó đã khác hoàn toàn mùa mưa này rất nhanh. Điển hình là cây chắc thật là dã man luôn. Rồi để đi làm những cây còn lại các bác nhé. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhá.